đấy. Rồi ha, giờ mình đổ vô đây. Đây các bạn, đây. Các bạn xay làm số lượng nhiều lên ha. Làm số lượng nhiều lên vào tủ ha. Chứ hồi đâu mà khách vô kêu lâu lâu cứ kêu cái lẩu, kêu cái cà ri hồi đâu mà làm đúng không? Này nấu cà ri chi rồi ngon lắm. Rồi cái đây là sốt. Qua đây coi em ơi, chứ không biết đường thi đó. Rồi bây giờ mình nấu à. Đừng có sốc gì các bạn, mình làm cho nó thấm được. Tại vì những cái món hầm á là mình không cần ướp. Nhiều người thì ướp trước, ướp đồ không cần thiết à. Tại vì mình hầm như thế nào lâu, cũng như muốn ôm á thì mình ôm nó như thế nào lâu thì mình không cần ướp. Nhiều bạn sẽ hỏi thầy tại sao không ướp ha. Thầy thì nói vậy á, hầm thì không ướp. Những món các bạn học ra những món nào thì ướp. Món nào nó nhanh á thì mình ướp ha. Màu đi được không? Màu đi được hay là xấu quá? Thơm không Vi? Thầy lúc nào cũng thơm. Ri đâu đó, Ri cũng mua salad của Ri tới đây được. Nhớ hả? Chứ không phải cứ thấy gà đè đầu là chấm muối chút luôn nha. Món này là quả đỏ chấm ớt hả? Các bạn có thể cắt khúc này. Cắt khúc quả. Có thể mình cắt khúc quả quả cái ớt cái sừng nạp được nha. Làm đi con. Thả như vậy là cũng sốt nha. Đậu cái nhân vật đi miếng đi. Rồi mình lên nhỏ lửa ha. Đáng sợ có dùng. Mình học dùng. Rồi xuống mình học với
bao nhiêu? Rồi. Ở đây cũng vừa ha, rồi đổ coi đây. Đổ hết luôn đi. Cái gì đó? Rồi lấy một cái chảo nữa, nhỏ rồi đi đi em ơi, cái chảo như vậy nè. Lúc nãy là nó chưa ngọt ha, nó cay. Thiếu béo vậy nó sẽ béo ha. Sao ngọt chưa? Hả? Bữa nay hả? Vậy mà lâu vậy, nhanh đến lâu vậy. Đúng rồi, mình không làm theo cái sốt này là lâu nữa. Cái này giờ mình làm, mình học về đây xong mình làm sốt bỏ tủ nè. Rảnh thì mình làm sốt nè. Rồi ha, đây. Đây em đây, cho thầy chạy. Chảo nhỏ rồi thôi. Ở sai đâu? À đứa này mấy câu nghèo qua sai mấy câu. Thầy kéo mấy câu qua sai vậy? Đông cho hai đi trước dùng. Ở đi nữa thôi, đi nữa thôi. Sai hồi nãy cái món kia rồi. Xấu à, xấu à. Xấu à. Thôi. Ra nha. Ra đây các bạn lấy cái đũa gắp bớt lá đồ lại cho thầy. Các bạn có thể xay khoai thêm nó đạt. Sao nha. Hơi lộn. Đâu đỡ em nữa rồi. Đấy. Ôi, ôi, nó mà trọng lắm. Rồi, cho lá quét đẹp đi. Nha. Để thử. Ừ. Có quyền mình quấn nè, rồi xong ha. Bây giờ mình đổ vào đầu mình hầm thôi. Có quyền chửi, có quyền la, có quyền đánh. Nhưng mà không được đập. La chửi la đánh. Nhưng không cày á. Rồi rất là yếu không nghe rồi. Bữa hôm trước mình không mở á thì kêu cay quá thầy. Còn bữa nay thì kêu không cay. Không biết đâu. Cái đó, cái dạy là cái. Thầy, cái hôm bữa nghe, cái suất này không bỏ gì mà cái cay quá thầy ơi. Còn hôm nay bỏ 15 gram ớt, cái cay. Để cái chảo lại cho thầy nghe. Rồi, thầy. Cảm ơn các bạn nữa nhé. Hai ốc hút được. Chỉ chén rồi. Không chứ, không chứ.
Không lại. Nó ngay dữ quá. Được chứ. Tí từ từ mà mấy bạn đứng dậy, các bạn thấy cái chén rồi làm sao đây? Cái chi tiết là của mình chụp cho một cái hình chụp tập thể á. Vâng, để cái mình mỗi cái mì rồi làm sao cho tí nữa em xay xong ra thì khác nha. Mặt lên thử. Tí mình xay xong ra thì khác. Được. Em sợ bố không? Nhà mẹ đang lên đây. Sôi nhúng vô không có tắt bếp, mình chín thì lấy ra. Tao mới lấy tiền tôi đi. Tao lấy đi em, nó chín cho em. Các bạn chồng ghế lên đi, mẹ thì cho nó sao thì gì nó sợ chồng ghế lên. Đâu rồi, đâu rồi. Trong việc coi bên đây chụp ảnh. Tôi đã làm với thầy được rồi chứ. Lại ăn bao nhiêu thì cũng bao nhiêu. Ăn chén chăn nước vô. Nhìn bằng cái đẹp đấy không đấy, lấy gì nấu được cái gì ăn. Xay nha. Tạo xe. Thì nhiều chỗ họ không tạo xe, và cái này thì họ dùng cái gì? Năng năng quá. Nhưng mà cái này sẽ béo hơn ha. Sẽ ngon hơn. Đúng không chứ? Cho nên nãy tôi nói các bạn thử vị lúc nãy. Nhưng mà tí nữa nó khác liền. Khi mình xay cà rốt và coi ra nó khác liền. Mình chung bật lại. Rớm rớm. Mấy tháng rồi người em mới sống như vậy, bị ấn động. Cái đây thì nó sệt sệt hơn cái này nha. Bỏ đại em ơi, chụp hình những phòng chụp. Chắc mấy người. Đói quá.
xong để như vậy bây giờ đây sẽ chuyển như thế luôn. Nó không có hết đấy. Đây là chú ý đây bạn này, vì sao thi không biết đường vô lúc nào luôn á. Là vì tôi cho các bạn công thức, cho các bạn hình ảnh, nhưng mà các bạn không nhìn được cái cách làm á thì cũng à, chứ còn bây giờ mình lên trên mạng em search gọi họ thấy nhiều đó mình đâu làm được đâu. Là quan trọng có cách làm, đừng có ý lại anh Sơn, cứ quay à, để đưa ý lại á. Để thử việc đó. Mạnh xuống chứ rừng có gì như lại gì. Thử bọt đẹp chứ. Ngọt. Bọt thấy không? Thử cũng to. Bây giờ thử cán tự nhả ra chứ. Ừ. Cán tự nhả. Thử mềm chứ, các bạn ăn thử rồi. Thử mềm chứ, cán nhả ra chứ. Rồi rồi, đúng rồi. Rồi thôi, thử đúng nữa. Em thấy mềm nữa thôi. Rồi, mềm rồi được rồi. Gì giả luôn. Dạ. Hỏi là thử mềm chưa? Mềm chưa? Mềm chứ là cái cắn như thằng nhả ra cho mày ăn thôi. Cắn nhỏ cái giá xong rồi. Các bạn thích nấu đặc hơn thì mình xay tiếp nha. Nghe chưa? Nhát vô. Ờ các bạn nhát vô đây này, được chưa? Nhiều chỗ học kỹ á, giờ sẽ mai lại. Thôi được rồi, được rồi, giơ tay. Ờ các bạn nhát vô ruột này. Thực chất cái này là làm gì phải không? Khử mùi thì chắc làm gì đâu, lục thôi mà. Cho nên quan trọng là quan trọng phần vị kia. Dạ, đó là chị Lục ăn thôi. Chứ vọc dơ có. Chứ mới làm, nãy mới làm luôn chứ để chứ tội tao đi. Nó bốt hết ít nữa. Thích bốt không à? Để tôi nhớ cái nhấp nhát đi mà nữa không ý bị được tháng chứ. Ok rồi. Ok là nhát vô. Đứng nhát đỏ thầy còn xíu cái đổ vô luôn. Ê. 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 Không kêu là ý quét cái nhân vật ốc á, một tay vô, một tay vô. Tài dũng gần hết rồi. Gần hết rồi, tài dũng ơi. Thấy rồi đấy. 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 Một lát chị hỏi cái vô lắm mà cuối 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 bắt giờ nó đại xong. À cái này tôi gặp nhiều rồi. Đấy. Đấy, cái nó gặp nhiều rồi. Đưa này nó đứa mình lần sai làm được. Các bạn biết bao tử là cái thằng nào nó giòn chứ không? Bao tử là cái phần
Phần nào giòn nhất? Được rồi. Phần phần tầm. Cái phần màu đen có cái đen là giòn nhất. Rồi, củ cải, lựa củ cải đây thầy. Thầy, con đi gói uống nước này. Hả? Con đi gói uống nước này. Hồi nãy thầy đọc cho em bao nhiêu? Bỏ đi luôn rồi đó này. Bỏ đi luôn. Hai uống nghiêng ra. Đạp luôn đi em. À, các bạn nghiêng ra là cho nó đẹp nha. Hồi nãy ngửi thử thôi, không có hôi không? Nha. Đó, không có ngửi mồ, mắt mày mắt tính chứ không đâu. Mắt tính. Quên rồi, cho này dưới nha. Đồ dưới. Để độn cho được nhiều bao tử lên trên chứ không có gì đâu. Chỗ này thì không cần thiết phải xéo hơn. Cái hồn nào á, là dạ. Cái màu trắng này thì dài hơn thôi. Cắt dao là biết thôi. Thôi tử mà biết làm ăn rất là ngon ha. Ngon hơn cái món bình thường. Bún tàu à, bún tàu với bún tới à. Không đâu, trời ơi, gió chứ. Không có gì mà nhỏ là. Nhỏ không? Đấy. Đấy. Một dĩa, hai cái một dĩa mấy. Hai cái một dĩa. Đấy. Đây là mồng tơi dĩa uống tàu xung quanh đấy. Tàu. Cái mấy bữa là mấy dĩa? Mấy là bốn dĩa. Cái dĩa uống tàu đây, uống tàu. Cắt nha, cố đi. Đó là đau yêu em đây.
Cô tươi đi coi, cười cái gì được. Đây, các bạn ngon cũ quá rồi. Cũ đi, đá đi, cũ quá. Thôi đi, đá đi. Đá vô đi, đá vô đi. Vô, lá cô càng đó, ngã. Cái mũ là do ngay cái mũ đang chỉnh được. Mũ nào nó đang chỉnh. Cái mũ nó còn không. Cái mũ ăn mềm quá. Ai dù thương năm mùa lượng nhé. Đưa chân mấy spa vô của đá luôn. Mũ ở đây ông dạy mày cho mày cái mũ lên cho ông đứng chứ. Mũ cái mũ á. Một khi em phối hợp thấy quả chân mẹ rồi. Muốn rồi. Muốn rồi. Chị cái trứng. Trong ba món này ngon. Nói là biết đường tí mình lựa bạn cho đừng cứ a qua ăn bò. Ăn gì? Hay là mà mọi người hấp nước không ai? Hấp nước gì biết vậy sao con tử là phải đi ăn ấy. Múc qua thôi.